Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 10, tỉnh ủy Bình Dương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học thực trạng mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương và ý nghĩa trong tiến trình đổi mới của đất nước. Chương trình tọa đàm sẽ đóng góp cho thực hiện đề án tổng kết mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới của đất nước và tầm nhìn định hướng đến năm 2050. Thưa quý vị, 26 năm xây dựng và phát triển với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng tạo, từ một địa phương còn khó khăn, tỉnh Bình Dương đã bứt phá trở thành một trong những trung tâm công nghiệp đô thị phát triển năng động, hội nhập quốc tế mạnh mẽ, gắn kết với các tỉnh thành của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phát triển kinh tế và đô thị là dấu ấn nổi bật nhất của Bình Dương. Từ một tỉnh chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp, Bình Dương có sự phát triển vượt bậc với những chỉ tiêu kinh tế cao gấp hàng chục lần so với thời điểm chia tách tỉnh. Theo ý kiến của các chuyên gia, nét độc đáo của Bình Dương trong phát triển kinh tế và đô thị là luôn lấy công nghiệp làm nền tảng đột phá, mà hạt nhân là xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp gắn với đô thị hóa. Từ lợi thế về hạ tầng phát triển công nghiệp, tỉnh đã triển khai nhiều dự án công nghiệp và đô thị, điển hình là khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị. Trong đó, trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương được quy hoạch và đầu tư theo hướng đạt trình độ đẳng cấp quốc tế và trình độ phát triển theo tiêu chí đô thị sinh thái ứng dụng công nghệ cao. Bình Dương không phải chỉ là công nghiệp, mà là một cái đô thị tích hợp ở trong ấy là tổ hợp công nghiệp, dịch vụ hiện đại. Và cái bước nhảy mà quan trọng hơn trong cái khuôn khổ đó tôi không ngờ được, tức là chuyển sang là không phải là chỉ là cái tổ hợp công nghiệp với dịch vụ mà là một cái tiến tới một cái đô thị thông minh. Nhập vào ấy là cái câu lạc bộ của các cái đô thị thông minh toàn cầu. Thế là một cái sự thay đổi cấu trúc phải nói là cực kỳ là mạnh. Về cái tỷ lệ đô thị hóa của Bình Dương hiện nay là có lẽ là thuộc cái hạng nhất của Việt Nam rồi. Ý kiến của các chuyên gia cũng cho rằng công nghiệp hóa, đô thị hóa, các quyết sách phát triển kinh tế xã hội ở Bình Dương luôn hướng đến con người, coi trọng lợi ích của nhân dân, quan tâm đến an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Sự phát triển đan xen các khu đô thị cao cấp là các khu tái định cư, khu nhà ở xã hội đã tạo sự bình đẳng cho mọi người dân trong việc tiếp cận với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, không gian sinh hoạt vui chơi giải trí lành mạnh. Đây là cách làm hay, đậm nghĩa tình Bình Dương. Tôi đánh giá cao việc đặt con người làm trung tâm của sự phát triển, ưu tiên phục vụ người dân, cộng đồng. Tôi đã đi khảo sát thực tế và thấy được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với cộng đồng, và tôi rất ấn tượng với chương trình nhà ở xã hội. Đây là một điểm rất đặc biệt tại Bình Dương, phù hợp với đặc thù của tỉnh nhằm chăm lo cho người lao động, giúp họ gắn bó và làm việc lâu dài tại Bình Dương. Khai thác đúng hiệu quả các lợi thế và thời cơ, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, Bình Dương đã trở thành địa phương phát triển năng động về kinh tế, văn hóa xã hội, ổn định về an ninh chính trị và ngày càng tiến bộ văn minh. Sự thành công của Bình Dương đã được Hội đồng Lý luận Trung ương lựa chọn để tiến hành tổng kết thực tiễn mô hình phát triển trong công cuộc đổi mới của đất nước. Tọa đàm khoa học thực trạng mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương và ý nghĩa trong tiến trình đổi mới của đất nước, sự đóng góp cho thực hiện đề án tổng kết mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới của đất nước và tầm nhìn định hướng đến năm 2050. Đây sẽ là những chất liệu rất quan trọng giúp Bình Dương làm rõ hơn về tầm nhìn chiến lược, định hướng phát triển, mục tiêu phấn đấu và tạo ra những điểm khác biệt mang tính đột phá cho giai đoạn phát triển tiếp theo, xây dựng Bình Dương sớm trở thành thành phố thông minh, văn minh hiện đại và nghĩa tình.